Chào anh em nha anh em. Ba cái yên 99 bữa em bán hết nha anh em nha. Bữa nay có thêm cái yên 99 nữa. Nói chung yên này tình trạng da lập rồi nha anh em nha. Da lập rồi. Đế rất là đẹp luôn nha anh em. Mút còn vàng khè, đế rất là đẹp nha. Cái yên này á, là hôm rồi là em gửi cho ông anh của em ở bên Kiên Giang á. Nhưng mà em gửi lộn cho ổng. Ổng thì ổng thích cái yên 2000 cho nó hợp với xe 2000 của ổng, nhưng mà yên này yên 99 cứng ngắt luôn nha anh em. Nè, mấy cao su rồi là dẻo nhẹo hết nha. Cao su rồi là còn nguyên dạng hết, không có bị gách tét gì hết nha. Bao anh em xài, yên đế rất là đẹp luôn nè, thấy không? Ồ, em xin lỗi anh em nha. Cái yên này là cái yên đách 201 nha anh em. Yên này yên đách 201 nha anh em ơi. Yên quay thái 110 đời 201 nha. Chứ không phải là yên chứ không phải là yên 99 đó. Yên đách 201 nha anh em. Đế rất là đẹp luôn, quay thái 110 đách 201. 97 98 99 2000 201. Đế rất đẹp, nhưng mà lợp da thì lợp da theo kiểu yên 99 2000. Đúng là đầu thái được chứ. Đó. Yên này 350.000 nè. Yên da lập sẵn nè, dấu bấm còn mới chát luôn nè, thấy không? 350.000 anh em nào mến hú em. Một cái một duy nhất. 350.000. Bao anh em lên xe còn phơm luôn nè. Thấy không? 350.000 anh em. Anh em xài thiên thu dạng thế chưa hư mấy cái yên này nữa. Đúng mút zin đế zin của nó, xài thiên thu dạng thế luôn. Cực kỳ chắc cú. 350.000 anh em nào mến hú em tiếng nha. Chào anh em nha.